2. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vua Giờ. Bình luận viên Tào Lao chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Đây là set tiếp tục của cặp đấu này. Đi trước mà đóng kính Lâm, hiện tại bây giờ là tem của Mỹ Hội, tiên tài trái Quốc Cao, Bảo Hy và Phạm Sang. Còn bên kia là Cường Cao, Thắng Ghẻ và hai đồng đội nữa của Thoại Sơn. Cường Cao và đây quy lực của Cường Cao. Hiện tại bây giờ trọng tài chính là thầy Chánh của Cái Tàu, còn MC là thầy Nghi của Long Giang, Trà Mai, An Giang, kênh bóng truyền văn hóa miền Tây. Sân này là của chị Sáu, ấp Mỹ Long, Mỹ An, chợ mới An Giang. Vẫn còn phản công cho Tiến, vẫn còn một pha không hiểu với nhau của tem Thoại Sơn Cường Cao. Tỷ số hiện tại giờ là 2-2 BB. Đây là giải 4-4 sân chơi của các cầu thủ trẻ chợ mới và các tỉnh lân cận. Xin lỗi các bạn trong các huyện lân cận của An Giang. Tỷ số tại giờ là 3-2 nghiêng về cho tem của Mỹ Hội. Tiến tay trái. Phản công cho Tiến, một pha chuyền quá khó vừa rồi của Bảo Hy. Cường Cao, lại là một pha chạm lưới của Quốc. Tỷ số hiện tại giờ là 3-3. Một pha cổ tay quá dẻo vừa rồi của Tiến. Khó chịu cái tay trái này. 4-3. Một pha xử lý vừa rồi không qua lưới của chuyền hai bên phía tem Thoại Sơn. 5-3. Cường Cao đánh bóng không qua lưới. 6-3. Tem Thoại Sơn xin hỏi ý các bạn à. Xong kêu chạy lên hút cầu kêu nó chạy cặp lên nhìn cái sân bóng chuyện để các bạn có biết liền gì. Hiện tại Đại Lâm cũng có bán sản phẩm Libro, chai nóng chai lạnh nha các bạn, 135.000 một chai. Chai lạnh thì dùng để tan máu bầm, giảm đau tức thì để tiếp tục mình chơi thể thao tiếp tục nha các bạn. Còn chai nóng thì để so bóp trước khi chơi vận động, 135.000 một chai. Còn chai đau mỏi vai gáy 145.000 một chai, dành cho những người trung niên và người già, rất tuyệt vời. Zalo của Đại Lâm là 0933 295981. Các bạn nào có dùng thì hãy alo nhắn tin cho Đại Lâm nha, 0933 295981. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tỷ số tại giờ là 6-3. Một pha kết thúc quá tuyệt vời vừa rồi của Cường Cao. Tiến. Một pha chớp thời cơ vừa rồi quá hay của Cường Cao. Tỷ số giờ là 5-6. Lại chạm lưới Bảo Hy rồi, 6-6. Rammer. Sáu đều. Dạ.
lại một pha dột móc Trung Quốc, nhưng đáng tiếc một pha phòng thủ không được tốt gì rồi. Ủa, set 3 đánh bao nhiêu anh Nghi? 15 mới 7 đổi hả? Mới 7 à. 7 à, 7 đổi rồi. 7 6. Tám sáu. Các bạn thấy lực chơi của Chợ Mới An Giang có khác các nơi không? Chỗ khác là 8 điểm mới đổi, đây là 7 là đổi rồi nha. Mỗi vùng mỗi lực chơi khác nhau các bạn, nhưng thật sự nói về vùng miền Tây thì bóng sạch, rất đẹp. Còn các bạn đi biết ở Sài Gòn, Bình Dương các nơi, nói chung là bóng dính, rất dính. Đặc biệt là miền Tây, Đồng Tháp, An Giang là hai cái nôi bóng chuyền thật sự rất sạch và rất đẹp. Trong đó có Đại Lâm, Vinh và Cố Vinh. Mấy trời. Thắng ghê. Tỷ số tại giờ là 16, đã nghiêng về cho Tam Mỹ Hội. Mười một bảy. Xin lỗi các bạn. Cường Cao, quả xử lý quá hay của Cường Cao. Tỷ số tại giờ là Rambi đập 70. 70. Quá đẹp, quá hay. Phản công. Một pha xử lý quá hay, quá tự tin gì rồi của Tiến Tay Trái. 11-7. Một pha kết thúc tốt vừa rồi, biên số 2 của Tam Thoại Sơn. 8-11. Quá hay cho Cường Cao. 9-11. Một pha chắn bóng hay của Cường Cao trước Quốc. 9-11. Tiến làm gì đây? Một pha gõ của tay tuyệt vời của Tiến gì rồi. 12-9. Quá hay, phản công cho Tiến. Lại là Tiến xử lý quá hay. Tiến cũng có một cái sân bóng ngay nhà của mình nghe các bạn, đó là sân Mỹ Hội Đông. Sân đó là Nắp Lưu, là một trong những cao thủ từng đưa anh em Mỹ Hội Đông xa bờ rất nhiều. Vẫn còn. Một pha chớp thực cơ tốt của Tam Thoại Sơn. Sân bóng Mỹ Hội Đông của Tiến Tay Trái, Nắp Lưu là linh hồn của anh em Mỹ Hội Đông. Rất nhiều lần đưa anh em Mỹ Hội Đông xa bờ ruộng. Quốc. Bóng ngoài. Quá đáng tiếc, một pha đầy quy lực của Quốc, đáng tiếc bóng bay ra ngoài. 11-13. Quá hay cho Tiến. 14-11. Đây là set thứ 3 nha các bạn, vì Đại Lâm vào quay trễ một set đầu tiên. Set thứ 3 này là cũng đánh 15 điểm. 14-11. Cơ hội lợi thế rất lớn đã nghiêng về cho Tam Mỹ Hội Đông. Cường Cao.
phản công cho Tiến. Một pha xử lý tốt vừa rồi của tay trái tem của Thọ Sơn. 12-14, 3 trái penalty cho tem Mỹ Hội Đồng. Quá hay. Một pha tranh chấp tốt của Cường Cao trước Quốc Cao. 13-14. Mười bốn đều. Một trái cuối cùng nha các bạn. Đây là giải đấu của huyện Chợ Mới, ấp Mỹ Long, xã Mỹ An, Chợ Mới, An Giang, cùng với các trận World Cup. Tiên làm gì đây? Quá hay. Một pha tự tin như rồi của Tiên trai trai. Và kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Xin chúc mừng tem Mỹ Hội Đồng vào bờ quá an toàn, rất nguy hiểm. Còn đây là tiếp tục, đây là tem của Thế Vĩ. Thế Vĩ trước đây những năm tháng ở Thủ Đức trước đây, tem của Thế Vĩ. Còn bên kia là tem của Học Dịch, tem của Học Vịch của An Giang. Còn đây là Thế Vĩ. Các bạn nào còn nhớ Thế Vĩ, một trong những sân đình Trường Thọ, Thế Vĩ đánh rất tốt của Thủ Đức. Đây là cặp đấu rất ngang tài ngang sức, các bạn hãy chờ xem nha. Hiện tại bây giờ là 9:30 sáng, anh em tập trung hiện tại giờ rất đông. Đây là trong những ngày trùng giải với World Cup, chuẩn bị vòng 1/8 World Cup nha các bạn. Các bạn hãy cẩn thận củi lửa nha. Đây là toàn là anh em đam mê của Chợ Mới An Giang của Đại Lâm, rất đam mê. Còn các bạn nhìn kỹ cái khuôn mặt này, kỹ lên coi. Nốt già. Một trong những cơ hữu đối đầu với hang xê ông vua Tatut miền Tây tại sân Cái Bè Tiền Giang. Không biết từ nào dùng để nói với Nốt già nữa bây giờ. Còn đây là cái nhóm sau lưng là dồ anh, dồ nhỏ, dồ gì, cá dồ, cá chê, tùm lum tá la của quê hơn tôi. Rồi, đây là Mr. Khởi, một trong những trọng tài của sân Thuận Lợi sang Phan Rang. Mr. Khởi. Rồi, đây là thầy Nghi các bạn. Các bạn nào có xem văn hóa miền Tây thì hãy ủng hộ thầy Nghi nha. Rồi, cảm ơn các bạn, cảm ơn Lâm nha. Ok, phía sau là dòng sông. Dòng sông xóa nợ bất cứ lúc nào cho mùa World Cup này. Các bạn hãy cẩn thận nha. Rồi, các bạn hãy chờ xem trận đấu giữa đội tem Thế Vĩ và tem bên kia của Hộp Vịt.